mọi người. Hôm nay là đến đây á, thực ra là không có phải đi làm đâu. Thực ra là hôm nay đến đây á là để thông báo cho mọi người một cái tin rất là vui và sung sướng. Cái gì vui thì nói cho mọi người biết đi. Chị biết nè. Dạ. Chắc chắn là trúng số đúng không? Mà nếu em trúng số á thì trai sướng, tại vì nó nuôi trai chứ đâu có nuôi mình đâu. Đúng sao rồi. Chị tiền kỳ quá à. Mọi người, thật ra là hôm nay em đến đây không phải đi làm, mình không phải đến đây gọi đầu cho khách, mà hôm nay em đến đây á là để động viên mọi người là ráng ở lại đây nè, làm việc cho tốt để mà tự nuôi thân nha, tự nuôi rồi. Thân nha, tự nuôi thân nha, tại vì em có trai nuôi rồi. Trai nuôi tôi làm gì hút khỏe làm như đó giờ mọi người chưa thấy gái đẹp được trai nuôi hả? Chưa mà, chưa bao giờ thấy luôn đó em. Còn chị á thì chị thấy là gái đẹp nuôi trai là em. Đúng rồi. Thì bây giờ mọi người thấy lại rồi đó, là nè, em là gái đẹp nè, em sẽ được trai nuôi. Không, mày nuôi trai. Em được trai nuôi. Mày nuôi trai. Cốp gì vậy? Bộ không tin làm ăn gì sao mà cậu đi từ ngoài cửa đã nghe gì trai nuôi gái nuôi trai cái gì xà rần vậy? Cô Khôi ơi, thật ra. Nè. Đau quá. Ôi dạ. Con có tin nè. Con lắc một hồi gãi ngang cái cổ không? Cái gì? Cậu Khôi, thật ra hôm nay con đến đây á, con muốn xin cậu Khôi cho con nghỉ làm ở đây. Tại sao nghỉ? Dạ, tại vì bây giờ con có trai nuôi rồi. Là sao? Bạn mấy bạn của con giỏi lắm nha. Bữa nay là được thăng chức luôn á, được lên làm tới quản lý một cái tiệm nét rất là đông khách ở trong cái vùng này nè, cho nên là bây giờ á, bạn con đi làm, con nghỉ. Rồi xong rồi thằng Ben nó kêu con là nghỉ ở nhà để nó nuôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao con biết vậy? Trời ơi, nội thấy con thay đổi giao diện là cậu xám hồn rồi. Ê, dạ. Cái tủ để băng đồ ở nhà nó bị hư sao dán hết lên trên đầu vậy? Cậu này kỳ quá. Cái này là cái style mới của con, là những người phụ nữ được trai nuôi là lúc nào cũng vậy hết. Trai được lắm. Dạ. Có ngoài đời 50 độ mà kẹp băng đô cỡ đó, mồ hôi đổ cỡ đó mà đẹp. Không hiểu. Kệ người ta. Nè, nhưng mà nhắm có ổn không? Hay là 3 bữa 21 ngày nữa đây? Cậu kỳ quá. Con thấy cậu với mấy anh chị trong tiệm này kỳ lắm luôn á. Thôi. Làm mình cảm giác như mọi người đang xem thường cái mối tình cảm của tụi con vậy đó. Trời. Mọi người đang xem thường cái sự nỗ lực của anh bé vậy đó. Con cảm thấy mọi người giống như là ganh tị. Mọi người cảm thấy con được như vậy cái mọi người ganh tị. Mọi người có tính đố kỵ ở trong lòng. Thôi con bận rộn lắm. Thôi con mệt mỏi lắm. Con không ở đây nói chuyện với mọi người được nữa rồi. Bây giờ thời gian của con bây giờ là để làm gì ta? Con phải đi spa để chăm sóc da nè, để nặng mụn nè, để nè làm đẹp. Đúng rồi. Con phải đem cái đầu cho người ta gọi chứ thường ngày con gọi đầu ta mỏi tai quá. Thôi, bây giờ con bận rồi, con đi nha mọi người. Dạ, con chào cậu Khôi, chào chị Tiền, chào anh Mạnh, chào anh Duy, con chào cả cái tiệm con đi. Con không bao giờ quay lại cái tiệm này đâu. Không bao giờ. Đem cái đầu cho người ta gọi sẵn, móc cái não cho người ta gọi tỉnh lại em cưng. Đánh răng, rửa mặt rồi mình đi làm quản lý nha Ben. Ben ơi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, mình phải đi làm sớm để gây ấn tượng nha Ben. Trời, còn sớm mà, cho Ben ngủ chút xíu đi. Ngủ cái gì mà ngủ không biết nữa. Nè, dậy đánh răng, rửa mặt rồi nè. Hả không ra. Đây, lại đánh răng cho. Làm gì, Ben chưa bị liệt mà. Thôi, để nó tự làm chứ. Nè, vậy thì vô đánh răng đi, nhanh. Đánh răng đi, em chuẩn bị đồ cho Ben hết rồi đó. Một lát đánh răng, rửa mặt xong ra thay đồ rồi mình ăn sáng đi làm nha Ben. Nhìn lên Ben ơi, ra đây ăn sáng, em chuẩn bị xong rồi nè. Ngồi xuống đây. Nè, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ben rồi đó. Ăn đi. Ăn để có sức đi làm quản lý cho Ben. Ủa, mà sao lại không ăn vậy? Thôi, Ben ăn đi. Nè, em dùng cho Ben hết á. Thôi nè, là ăn đi, ăn chung với Ben đi. Thôi mà, một lát nữa ăn xong rồi ăn đi. Nè, là ăn đi. Ăn đi mà em sao... dùng cho Ben hết á. Mà sao lại thương Ben quá vậy? Trời, Ben hỏi gì kỳ vậy? Em không thương Ben, em thương ai? Em dùng cho Ben hết đó. Tại vì em là một người phụ nữ. Người phụ nữ của gia đình là đảm đang, tề gia nội trợ, lúc nào cũng biết dung dáng cho một cái gia đình tương lai. Và em phải lo cho người đàn ông trụ cột của gia đình chứ. Ăn đi, có sức đi làm nha. Nè, ăn đi.
Nó ngon lắm á. Em cứ ăn đi. Rồi một lát nữa em ở nhà em đi ăn phở sao? Cái gì? À không, giỡn á. Ăn đi thương quá à. Thương quá à. Trời ơi, sướng quá nha. Giờ này sống ở chỗ làm là quản lý đi, ngồi đi uống cà phê hả? Tị nghỉ rồi. Cái gì? Cái gì nghỉ? Ủa? Hôm bữa là Ben nói với em là ở chỗ đó thích Ben lắm mà. Với lại là chỗ bạn bè thân tình gì với nhau á, thương nhau lắm mà làm gì nghỉ? Thì không thích làm nữa thì nghỉ. Với lại Ben nói cho lại nghe, chỗ đó mà không có Ben quản lý, thế nào cũng nói nùi lên cho mà xem. Cái gì kỳ vậy? Em cứ tưởng á là em sẽ có một thời gian ở nhà nghỉ ngơi sung sướng, không phải gọi đầu cho khách nữa. Vậy mà bây giờ Ben nói là Ben nghỉ làm rồi. Rồi tiền đâu hai đứa xài hả? Mà nó không có nghỉ làm mà. Ben bị người ta đuổi đúng không? Đã nói là không bị đuổi mà. Chỗ đó người ta nói là không cần Ben nữa, chứ đâu có đuổi đâu. Người ta nói không cần là người ta đuổi đó. Dạ, rồi. Xong rồi chị. Hài lòng không? Đẹp quá. Bữa nay em thấy Lài đi làm em. Dạ, Lài xin nghỉ luôn rồi chị. Nghỉ luôn? Dạ. Trời, sao uổng vậy? Thôi, lần sau chị tới em tuyển thợ khác chiến dương Lài cho chị nha. Rồi, chắc nha. Dạ. Rồi, để tiền em. Em cảm ơn chị. Dạ. Lần sau ghé lại. Cảm ơn chị, lần sau gặp lại. Cảm ơn chị nha, cẩn thận. Rồi, dạ. Bye mấy đứa. Dạ, chào chị. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Lại. Cậu. Làm gì vậy? Đi vô đây. Đi vô đây. Làm gì lấp ló đó? Vô đây coi. Ồ, xin chào phu nhân tiệm nét. Vô đây. Sao hả? Đây đây, phu nhân tiệm nét. Cô tới đây hôm nay làm gì nè? Ngồi ghế đi. Mình gội đầu hay massage? À, cô có muốn nặng bụng không? Tiệm chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Dạ. Con tới đây là nói cậu cho con gọi đầu cho khách hả? Ủa tức là con muốn xin đi làm lại á hả? Dạ con xin đi làm lại á cậu. Tại sao? Dạ tại vì mấy nay á nằm ở nhà không à, nghề nghiệp mà tay chân ngứa ngáy khó chịu không nổi cho nên là xin đi làm lại. Cậu không tin đó là lý do chính đáng, cho một lý do khác đi. Dạ tại nhớ chị Tuyền quá trời. Chị Tuyền. Không, tôi cũng không tin đây là một lý do chính đáng. Sao? Nói cậu nghe coi, chuyện gì? Cậu ơi, Ben bị đuổi việc rồi. Hả? Ben là quản lý khí khô gì không biết nữa, mà không lo coi khách, lo cắm đầu vô trong cái máy không à. Rồi không lo thu tiền, rồi để người ta vô á, người ta lấy hết cái tủ tiền. Cũng may á, là bên đó là chỗ quen biết, tên Hương Tình, ta không bắt đền á. Nhưng mà tao đuổi gì rồi cậu. Hay chưa? Ngồi xuống đây cậu biểu. Ngồi xuống. Đây. Nghe cậu nói nè, cho dù bây giờ á mình có trúng số tiền tỷ đi chăng nữa thì mình vẫn phải mở cửa tiệm ra làm, chứ ở đâu á mới được chút xíu à. Còn phải biết á, ngồi không ăn thì núi nó cũng lở, biết chưa? Cậu làm ơn cậu cho con đi làm lại đi cậu. Chứ giờ con với Ben ở không á, không làm gì á, không biết lấy gì ăn á. Chắc đi móc bọc ăn á, mà không biết có bọc để móc không nữa. Nhiều khi móc được cái bọc không biết có ăn được cái bọc đó hay không à. Thì đó, cậu giúp con nha cậu. Rồi, cậu đồng ý. Dạ. Đi về đi. Kìa. Ủa gì kìa cậu? Anh Khôi, sao anh Khôi đã làm như vậy? Dù sao thì em lại cũng đã xin rồi mà. Không phải. Thôi cậu, cho con lại làm đi cậu. Không phải, nghe tôi nói nè. Ý là cậu kêu con đi về, kêu thằng Ben qua đây. Mình là phải làm việc tư tưởng với thằng Ben mới được. Nó lóc chóc lòi trời lắm đó. Dạ, còn con. Con hả? Đi vô chuẩn bị làm việc. Dạ thưa cậu con về. Gì vậy? Cái gì lại? Cái gì mà tự nhiên là cậu Khôi cũng rối rắm mà em cũng rối rắm vậy? Giờ cho em làm rồi tự nhiên em đi về, chút anh Khôi đổi ý không cho làm luôn. Không, bây giờ có người ngủ hiểu. Dạ tại vì
hồi nãy á, trước khi qua đây á, dạ con mặc cái quần rách rưới ngắn ngủn này để gây sự thương hại với cậu. Mà bây giờ cậu thương hại rồi á thì con thấy ngại, cho con về tháo quần dài xong hôm qua con làm ha. Ờ ha, nhắc là chị mới thấy á, trời ơi đúng rồi, trời ơi em ăn mặc ghê quá, sexy quá không có được đâu. Ở trong tiệm mình nhất là em á phải đi kín đáo chút xíu không? Dạ. Cái người hở hang trong tiệm này phải để dành cho chị, chứ em mà hở nữa là tiệm mình thành thanh nữ thiệt. Dạ, vậy cậu cho con làm hết cậu. Rồi. Dạ, cảm ơn cậu. Đây đồ lẻ đó. Cảm ơn chị Tuyền nữa. Trời ơi, vui quá à, vui quá, mình đoàn viên à, vui quá à. Thôi, uống nước không? Thôi,